Xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Tôi đang có mặt tại đèo Gà, một con đèo nằm ở Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang. Một con đèo rất đẹp với những khung cảnh thiên nhiên ngút ngàn như thế này. Phía bên dưới là những cánh đồng xanh mướt, và bên trên đỉnh núi là mây đang bay rất đẹp. Trong những ngày ở Tuyên Quang này thì tôi sẽ đi khám phá và gửi tới quý vị khán giả của Thăng Long TV Go những hình ảnh cuộc sống con người nơi đây. Khi mà xuống dưới chân đèo này thì tôi vào một cái ngôi làng ngay ở bên dưới chân đèo, làng Đẩu. Đấy, thì ở đây cũng là bê tông hóa hết rồi, và chúng ta có thể nhìn thấy bên trên kia là đèo Gà. Ở đây thì hai bên đường người ta trồng hoa rất là đẹp. Đoạn đường này do hội phụ nữ của thôn để người ta quản lý và người ta trồng đẹp như thế này. Mặc dù mặt đường cũng đã bị xuống cấp rất nhiều. Ở đây với những ngôi nhà người ta đã xây rất là đẹp. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy. Toàn bộ phía trước kia thì là cái đèo Gà. Đấy, đi vòng vèo lên trên cái đỉnh núi trên này. Và ở từ bên dưới để nhìn lên thì rất là đẹp. Một phong cảnh của Việt Nam rất là nên thơ và hữu tình. Ở đây thì các ngôi nhà sàn đã được xây dựng theo một kiểu mới cũng rất là hiện đại và đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy. Đấy, trước hiên nhà thì trước cổng nhà thì có một con trâu, trâu rừng. Đây là ngôi nhà sàn kiểu mới ở trên này. Cái này là làm giả gỗ và gỗ hả chị? Đấy. Rất đẹp luôn, bê tông. Khác với những ngôi nhà sàn trước đây rất nhiều. Em chào anh. Cái cây này là cây gì mà em nhìn con quen này? Cây vị thuốc đúng không? Cái này là cây gì hả anh? Cây máu chó à? À, hay quá. Cái này bác xây lâu chưa? 4-5 năm. Được 4-5 năm rồi. À, đây có cầu thang riêng nên lên đi lên như này. Ở trên này thì đa phần là nhà gỗ nhỉ? Bây giờ thì đã xây dựng lại kiểu mới này hết rồi. Bê tông rồi. Đấy. Rất sạch sẽ và đẹp luôn. Bê tông và mình kiểu giả gỗ vân gỗ bên ngoài. Đấy, thích quá. Ở đây rất mát mẻ. Ngôi nhà này thì có một cái ao nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Và đây toàn bộ thì cũng là dùng nước sạch lấy từ trên núi xuống. Đấy, một cái ao nhỏ nhỏ này. Ở đây phong cảnh rất đẹp, nếu như mà biết làm du lịch về cộng đồng thì ở đây cũng khá là ok. Sáng ra thì ngắm sương bay trên núi. Rất đẹp luôn. Phong cảnh rất bình yên của Việt Nam. Ngoài những ngôi nhà sàn thì ở đây người ta xây những ngôi nhà tầng cũng khá nhiều. Quý vị có thể nhìn thấy những đồng lúa xanh rì như thế này, nằm ngay ở dưới chân núi. Bên trên thì phong cảnh rất đẹp. Anh đi cắt rau khoai cho lợn nào. Phong cảnh ở dưới này nhìn đi từ trên đèo và nhìn xuống thấy thích quá anh ạ.
Đây là thuộc xã gì anh? Xã Hòa Phú. Xã Hòa Phú của Chiêm Hóa, Tuyên Quang. À. Ở đây thì thường là đồng bào dân tộc gì anh? Dân tộc Tày. À, toàn là dân đồng bào dân tộc Tày à? Thế cuộc sống ở đây anh thấy thay đổi nhiều chưa so với ngày xưa? Thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều đúng không? Trước đây những con đường như này thì là có bao nhiêu năm rồi? Con đường này á? Vâng. Lâu rồi, từ mấy năm rồi đấy. À, được chục năm chưa? Chục năm rồi. Chục năm rồi. Đã thay đổi rồi đúng không? Đấy. Thế là đây là anh, công việc của anh chính là làm gì? Làm ruộng hồ. Làm ruộng à? Ruộng nương. Làm ruộng, làm nương. Có đi rừng không? Đi rừng. Cái dãy núi trên này nó là dãy núi gì vậy? Núi rừng già ấy. Nó gọi là núi gì không? Có núi, tên địa điểm gì không? Núi Tát Đam. Tam. Tát Đam. Tát Đam. À, ngọn núi này đẹp nhá anh nhỉ? Thế là sáng ra là sương nó cứ bay như này. Mùa đông em nghĩ rằng nó còn đẹp hơn đấy, đúng không? Mùa đông đẹp ấy. Mùa đông nó bay như này là rất đẹp đấy. Với những cái khung cảnh như thế này thì quý vị có thể nhìn thấy rằng là nếu như mà chúng ta biết làm du lịch thì ở đây phát triển rất đẹp để quý vị có thể đến nghỉ dưỡng và nghỉ ngơi để phát triển văn hóa bản địa ở đây. Quá đẹp luôn anh ạ. Tuyệt vời. Đây thì người ta làm những cái hàng rào này, cũng không xây dựng bờ tường, bê tông hóa làm gì cả. Làm những hàng rào này rất là mộc mạc để chắn, cơ bản là để chắn gia súc và gà qué thôi. Nếu như một vài tháng nữa thì ở đây lúa chín và nhìn ở đây thì nó sẽ rất đẹp. Lúa chín vàng mà trên nền xanh như này thì sẽ tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất tuyệt vời luôn. Chính là những cái cây quất hồng bì đấy à. Đây em nhìn thấy còn sót lại những cái quả, chắc là hết mùa rồi đúng không? Một khung cảnh rất bình yên tại đây. Ớt này chắc cay lắm. Đúng không ạ? Đừng có quay em nhé. Vâng vâng. Quay ớt thôi ạ. Cô gái này còn ngại này, đừng quay em nữa. Đúng không? Đang hái ớt. Ớt nào mà ớt chả cay. Đúng không? Gái nào mà gái chả hay ghen chồng. Đấy. Một ngôi nhà sàn rất đẹp luôn ở đây. Ngay ở dưới chân đèo. Đấy. Khung cảnh của người dân nơi đây mộc mạc và yên bình. Đấy. Nói đến Tuyên Quang là nói đến con gái xinh. Đấy, mà giờ trung tuổi rồi vẫn xinh. Công nhận là trắng chị ạ. Ở trên này ai anh trắng ấy. Trắng, trắng, rất trắng luôn. Ở rừng mà lại trắng thế mới hay. Không biết là ăn cái gì mà lại trắng thế. Rừng nó nhiều bóng cây thôi. Rừng có nhiều bóng cây đúng không? Rừng che cho ta để cho ta mát đúng không? Rừng che bộ đội và rừng vây quân thù đúng không? Chỉ có rừng, có núi rừng như thế thì cách mạng Việt Nam mới thành công được. Người ta mới bảo vệ rừng. Đúng rồi, phải bảo vệ rừng. Đấy, nên là phải bảo vệ rừng. Đấy. Rừng là đúng là rừng, rừng che bộ đội và rừng vây quân thù đấy. Em đang đứng ở mảnh đất phải nói là hào hùng nhất của Việt Nam đấy. Mảnh đất mà sinh ra cách mạng Việt Nam. Quá tuyệt vời anh công nhận không? Để ngày hôm nay chúng ta được thoải mái như thế này. Ăn chơi nhảy múa, cứ đi hái ớt này thôi. Chứ cái bà này hái ác thế không biết đó. Chắc ghen chồng nhiều hay sao ấy. Công nhận là cái cây ớt này sai thật. Chị hái về ngâm măng. Đấy. Ngâm măng như là có cay không? Em thử phát xem nào. Thử phát cay không? Ấy à. Ôi ôi. Cay dã man luôn đấy. Ớt là ớt chẳng cay. Không, có những cái loại ớt nó không cay đâu. Đấy. Nhưng ớt này cay đấy chị ạ. Ai à, te hết lưỡi rồi. Ngọt. Cái này ngâm măng mới giấm à? Ngon quá đúng không? Xong buổi sáng hoặc là ăn ngan nhỉ? Đang mùa măng. Đấy, mùa măng, đang mùa măng rồi. Buổi sáng ăn sáng làm một ít vào nó ngon. Ngoài những ngôi nhà sàn ra thì những ngôi nhà bê tông mà được xây dựng như này ở đây cũng đã thay đổi rất là nhiều. Phía bên trước mặt quý vị kia là ruộng bậc thang. Đúng là nếu mà vào mùa lúa thì sẽ rất là đẹp ở đây. Mùa lúa chín thì rất là đẹp. Với mỗi một vùng miền của Việt Nam thì đều có những cái
nét đẹp riêng, nét đặc trưng riêng của từng vùng miền để tạo nên một bức tranh Việt Nam. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.